Minh Nhí tuổi U60, không vợ, không con ruột. Nghệ sĩ Minh Nhí được xem là một trong những ngôi sao gạo cội của làng kịch nghệ phía Nam, anh nổi tiếng từ tấu hài và loạt phim cổ tích. Anh cũng là người cực kỳ mát tay trong việc đào tạo nghệ sĩ ngôi sao, học trò của anh, rất nhiều người thành danh, trong đó đặc biệt kể tới Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận, Ngọc Trinh. Bên cạnh ánh hào quang mà ai cũng thấy đó, sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Nhí cũng rất nhiều thăng trầm, đời tư của anh cũng không mấy suôn sẻ, không vợ không con. Ở tuổi ngoài 50, anh bất ngờ nhận con nuôi và vô cùng hài lòng với những gì mình đang có. Sự nghiệp thăng trầm, hai lần gặp biến cố lớn. Nghệ sĩ Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh, sinh năm 1964 nghệ danh Minh Nhí xuất phát từ ngoại hình nhỏ nhắn và từ những pha diễn nhí nhảnh của anh trên sân khấu. Anh sinh ra và lớn lên tại thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp trong một gia đình đông con. Thời phổ thông, Minh Nhí học rất giỏi, anh từng đạt giải nhất môn văn khối lớp 9 ở kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Anh từng mơ ước thi vào khoa văn trường đại học tổng hợp, nhưng theo nguyện vọng của gia đình mà thi đại học y và chỉ thiếu nửa điểm. Đang lúc chờ ôn thi lại thì trường nghệ thuật sân khấu 2 tuyển sinh, anh đăng ký và đầu khoa đạo diễn. Để có tiền trang trải sinh hoạt phí, anh cùng các bạn học là cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nghệ sĩ Kim Loan, Minh Phượng thành lập nhóm hài mang tên Con Nhiếm. Dù mới học năm ba nhưng giờ khả năng diễn xuất cùng với ngoại hình khá ấn tượng, Minh Nhí liên tục được mời đóng phim tốt nghiệp khoa đạo diễn trường nghệ thuật sân khấu 2 với tấm bằng loại giỏi, Minh Nhí được thầy giáo Xuân Phúc giữ lại trường. Ba năm đầu, anh làm phụ giảng cho nghệ sĩ Công Ninh, sau đó anh được bổ nhiệm làm giảng viên chính thức dạy bộ môn kỹ thuật biểu diễn. Ngoài công tác giảng dạy, nghệ sĩ Minh Nhí cũng vô cùng đắt sâu biểu diễn cả trong nước lẫn hải ngoại. Năm 1994, khi Tấu hài Hưng Thịnh anh cùng với nghệ sĩ Hữu Châu là cặp song đấu từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu cả nước, hai lần nghệ sĩ Minh Nhí được trao giải thưởng Mai vàng vào năm 1998 và 1999. Anh cũng nhận rất nhiều huy chương trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Minh Nhí hai lần gặp biến cố gần như hủy hoại cả sự nghiệp đã gây dựng trước đó. Năm 2001, anh và nghệ sĩ Quốc Thảo cộng tác với nhà thiếu nhi quận 1 mở sân khấu kịch Trần Cao Vân. Tuy nhiên, sân khấu chỉ mới vừa đi vào hoạt động được gần một tháng, thì Ủy ban Nhân dân quận 1 yêu cầu ngừng hoạt động với lý do nhà thiếu nhi không có chức năng và quyền hạn ký hợp đồng kinh tế. Thời điểm đó, nghệ sĩ Minh Nhí và Quốc Thảo đã bị thiệt hại một số tiền lớn. Đó là một gia tài rất lớn, với bản thân nghệ sĩ Minh Nhí để xây dựng sân khấu, anh đã phải thế chấp căn nhà của cha mẹ và bán cả căn nhà của mình để trả nợ khi dự án bị vỡ. Đầu năm 2004, nghệ sĩ Minh Nhí đi lưu diễn và tự ý ở lại Mỹ mà không xin phép trường cao đẳng sân khấu điện ảnh nơi anh đang công tác. Vì vậy, anh bị ban giám hiệu nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc vắng mặt. Được biết trong thời gian ở Mỹ, Minh Nhí đi lưu diễn và quay băng video cho một số trung tâm ca nhạc người Việt tại đây. Cũng trong thời gian này, anh gặp một khán giả ái mộ anh là nhân viên ngân hàng làm việc tại California rồi nhanh chóng kết hôn. Hơn một năm sau, nghệ sĩ Minh Nhí cùng vợ trở về nước. Tuy nhiên, vì sự việc này, anh bị thu hồi giấy phép biểu diễn 6 tháng. Nhớ lại biến cố này, nghệ sĩ Minh Nhí từng thừa nhận, đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi, sau 6 tháng đó, tôi gần như chết đi sống lại, thay đổi hoàn toàn diện mạo cũng như con người. Người đưa nghệ sĩ Minh Nhí trở lại là một người ngoài showbiz và được anh gọi thân mật là anh Hai Hoàng. Chính người này đã làm hồ sơ gửi ra bộ văn hóa, cuộc biểu diễn để xin cấp phép cho Minh Nhí biểu diễn trở lại tới bây giờ, không vợ, nhận nuôi con, muốn mở trường tư thục từng bước vào nghề với cá xê 15.000 đồng khi nổi tiếng nghệ sĩ Minh Nhí nhận mức lương cao ngất ngưỡng. Thời đỉnh cao sự nghiệp, một ngày anh có thể làm ra 2,5 cây vàng. Vì kiếm tiền quá dễ dàng nên Minh Nhí cũng lao vào ăn chơi nên bao nhiêu tiền kiếm được đều bay đi nhanh chóng. Anh thừa nhận quá khứ ăn chơi là sai lầm nhất trong đời mình và đó cũng là điều làm anh hối hận nhất về thời tuổi trẻ bồng bột. Dẫu vậy anh tin rằng tổ lấy cái này thì cũng cho cái kia, phải như bây giờ anh vô danh đói khổ, bị kinh khi thì chắc chắn anh sẽ buồn và nuối tiếc nhiều lắm. Nhưng nhắc đến tên anh, đồng nghiệp và khán giả vẫn vô cùng trân trọng. Với anh, thế là mãn nguyện lắm rồi. Nghệ sĩ Minh Nhí cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo. Chỉ những đồng nghiệp thân thiết mới biết anh rất nặng gánh gia đình. Anh lo cho tất cả anh chị em trong nhà. Nhưng điều làm anh tiếc nuối không kém quá khứ bồng bột kia là khi vừa nổi tiếng, chưa kịp cho cha một cuộc sống sung túc thì ông đã qua đời. Khi anh nổi tiếng hơn thì mẹ lại mất. Anh từng tâm sự trong một chương trình talk show rằng má tôi rất thích đeo hộp sàn, nếu như bây giờ má còn sống tôi sẽ không đeo mà để cho má đeo hết. Hồi nhỏ tôi hay nói, lớn lên giàu sẽ nuôi ba má, nhưng khi mình giàu rồi thì ba má mất. Ở tuổi U60, nghệ sĩ Minh Nhí không có vợ cũng không có con chuột. Khi nói về điều này, anh lại cho rằng không có con chuột là một may mắn. Anh có một cậu con nuôi là diễn viên trẻ Minh. Anh nhận nuôi cậu bé từ năm 15 tuổi. Vì không có con chuột nên bao nhiêu tình thương anh đều dùng hết cho con nuôi. Anh kể, hồi nó mới dọn về mấy chị em con cháu trong nhà cũng chưa chấp nhận chuyện này tôi nói trước mặt mọi người rằng tôi đã nhận con rồi thì nó là con cháu trong gia đình dần dần một phần nhờ cách nó sống mà mọi người cũng quen và yêu thương nó nếu tôi có hai ba đứa con ruột thì chắc tôi không nhận con nuôi đâu nhiều cái phức tạp lắm tôi có mình nó là con thương như con ruột vậy cũng không có đứa nào canh tị với nó theo lời danh hài Minh Nhí thì con nuôi rất ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện, cư xử có trước có sau và nối nghiệp anh vì đam mê diễn xuất từ nhỏ. Mong mỏi lớn nhất của anh với cậu con nuôi là con lớn lên được sống như những gì nó ước muốn. Còn bản thân mình, anh bảo, tôi mong tiền nông đủ xài, đừng thiếu nợ là được, mong sân khấu sáng đèn, học trò đông đúc, Tôi cũng mong mình còn sức khỏe để làm việc, mỗi ngày đi làm về thấy thằng con vui vẻ không buồn phiền gì, mỗi ngày trôi qua với tôi cứ bình thường đều đều như vậy là đủ lắm rồi. Không chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng với cậu con nuôi, với cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Minh Nhí cũng hạnh phúc vì vẫn được làm nghề, được khán giả yêu thương và trên hết là dành trọn tâm huyết cho nghiệp sư phạm, đào tạo diễn viên trẻ cho nền nghệ thuật nước nhà anh hiện làm chủ sân khấu kịch minh nhí vừa đào tạo vừa biểu diễn công việc này cũng cho anh một nguồn thu tương đối ổn định anh ấp ủ và ao ước mở rộng lò đào tạo của mình thành một trường tư thục nghệ thuật chuyên nghiệp hoài bão của tôi là khi mình không còn đứng trên sân khấu được nữa thì có những học trò tiếp tục theo đuổi con đường đó và khi khán giả nhìn các bạn họ sẽ gián tiếp nhớ đến tôi Hiện giờ, sân khấu của tôi chỉ được gọi là lò đào tạo chứ không thể gọi là trường được. Tôi ấp ủ mở một trường tư thục nghệ thuật đã 20, 30 năm rồi. Anh từng chia sẻ